chào mấy ông bạn già nha, chào, chào mọi người nha. Rồi. Hello, chào Trung. Trung nói đi con. Dạ, yeah, hello. Con em chào anh Thơ Quang, chào Bố Cầm, chào chú Bắc, chào cô chú anh chị đang theo dõi buổi live tối ngày hôm nay. Ông có ông đi kiếm bộ đồ nghề để ông tháo cái bánh xe mô tô của anh á. Đưa lôi thượng sĩ binh gì đâu rồi lên đây. Cái gì? Đó thì nói vậy chứ là, chú nói cho chú Bắc con hỏi chú xíu. Ừ. Con hỏi chú xíu. Ví dụ như ở Đan Mạch bây giờ người ta quy định tuổi nghỉ hưu là bao nhiêu chú? Hồi xưa đó, tức là khi mà nó chưa chỉnh luật đó thì có nghĩa rằng là đàn ông mới là 67. Ơi. Đấy, 67 luôn hả? Ừ, thế đàn bà đó thì đàn bà là hình như là 55, thế nhưng mà sau này thì nó chỉnh sửa luật rồi. Nó chỉnh sửa luật rồi, tức là mình làm việc ở trong cái khoảng thời gian đó và cái khoảng ngày xanh đó thì ấy bây giờ là lên 70 hết rồi. À, 70 luôn. Ừ. Ừ. Như chú á, thì chú lại lọt vào cái khung cũ cho nên là đại khái như bây giờ. Nhưng mà ở Đan Mạch nó lại có thêm một cái luật đấy này. Ví dụ như là đừng mình đến tuổi về hưu trong vòng 2 năm nữa thì trước 2 năm về hưu được quyền nghỉ rồi. Được quyền nghỉ nhưng mà lại ăn lương rất là cao. Thế nhưng mà khi mà đến tuổi hưu á, thì là ăn lương rất thấp. À, mà hưu non thì lại ăn lương cao hơn lương chính thức. Ví dụ như trưa hôm trước chú nó hỏi chú là có muốn nghỉ hưu trước không, 2 năm trước. Chú nói không, tao quên mẹ nó hai chữ nghỉ hưu đây. Nghỉ hưu là chết ngay. Thấy hay thiệt đấy chứ. Tại ừ. Sao con hỏi như vậy? Mấy hôm nay con theo dõi thì ở Pháp không chú? Ừ. Chính xác là thủ đô Paris và một số thành phố của Pháp cũng đang rung chuyển. Đấy. Chấn động ừ. Paris. Có khoảng gần 1 triệu người thôi. Gần 1 triệu người tham gia biểu tình để phản đối về cái cải cách hệ thống hưu trí đó. À. Có nghĩa là hiện nay người ta tăng cái tuổi mà nghỉ hưu lên đó chú. Đúng rồi. Thì bây giờ rất rõ ràng là chú cháu mình phải nhìn nhận một cái điều, dĩ nhiên là so với xã hội bây giờ thì cái tuổi thọ trung bình của con người là cao hơn ngày trước. Thế nhưng mà để cái tầm tuổi nghỉ hưu mà tầm 60 là khả năng là cũng không hưởng được mấy nữa đâu. Dạ. Không đúng đâu. Nhưng mà tại vì thế này này, nếu mà cỡ như tuổi của ông nhất đi thôi thì mình coi như mình nói xấu ông vắng mặt đi. Coi là bây giờ nhìn ông mới có 50 thôi, nhưng mà nếu mà ở Đan Mạch thì nó lôi cổ ông ra ngay. Tại vì bây giờ thực tế dạ. Tuổi của ông 50 thế, nhưng mà nhìn ông như ông già 70 thì không được Trung ơi. Dạ. Trung ơi. Ừ. Cái gì đó. Còn như chú là nhìn ở ngoài già quá thì nhìn ông già 70, nhưng thực ra thì chú cũng vẫn rất là trẻ. À. Chú vẫn phải đi đấy. Đúng rồi, chú vẫn còn lái mô tô được đúng không? Còn lái mô tô còn được đúng không? Được. Đó. Chẳng qua là nhìn già trước tuổi vậy thôi chứ. Ừ, chú nói cho chú nghe thế này. Bây giờ nói cái chuyện đứng đắn là thế này. Hồi xưa Đan Mạch, tức là cái quyền mà, cái nói chung là vấn đề mà cái gì hưu trí rồi các cái đó là toàn bộ rất nhiều ở trong cái an sinh xã hội nó đều sửa luật hết chung ạ. Yeah. Rồi nó bớt luôn cả cái tiền mà ví dụ như là giống như là bên Mỹ nó welfare gì đó, hoặc là ăn tiền mà cái kiểu ăn của xã hội đó thì nói chung nó cũng bớt luôn. Yeah. Nói chung là bớt hết, cái gì cũng bớt hết, tức là chính phủ nó bớt hết. Ở bên Đan Mạch thì nó chỉ có một cái chỗ thế này, giống như chú đã từng nói rồi, nó chỉ có một cái thế này là chú thấy nó rất là cũng vui, nhưng mà nó cũng là cái hay. Ví dụ như mình nói ví dụ đi, mình nói ví dụ chẳng hạn như cái thằng đó nó được 1.000 đô một tháng. Yeah. Nó là cái thằng mà ăn bờ ăn bụi, tức là nó là cái loại mà lưu sở bu mà làm tiền xã hội đó. Rồi nó có dính dáng đến vấn đề chơi bời hoặc là cái gì thì cả ra nó, nhưng mà khi mà phát tiền cho nó đầu tháng, nó xài 2 ngày sau nó hết rồi. À, thì bắt đầu nó đến, nó nằm ở ngay cửa bộ xã hội, nó ăn vạ. Vạ thì chính phủ nó ok, không sao, thì nó cho tiền. Nhưng mà nó lại không phát vào cho mày hết một cục nữa, mà nó phát được từ từ, rồi sau đó nó sẽ trừ vào tháng sau. Chứ mà tao cho mày 1.000 rồi, tao đâu có cho mày 1.000 nữa, không có. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ phát cho mày 1.000 rồi, mày xài 2 ngày hết, ok. Lần sau tao phát cho mày có 15 ngày thôi. Thế nhưng mà phát cho ông 15 ngày, xong ông xài xong 2 ngày sau, ông cũng hết luôn. Cũng không sao. Tao phát cho mày một tuần. Thêm một tuần, ông cũng lại xài hết rồi, ông lại đến ông bắt đền xã hội, rồi xã hội cũng vẫn ok, chiều mày luôn.
bắt đầu nó phát hàng ngày, nhưng nó sẽ giữ lại cái tiền ăn, và đến ngày đến bữa mày cứ đến bộ xã hội, mày vào căng tin, mày đớp một bụng, tao trừ cái tiền nó ra, còn dư bao nhiêu 5 đồng 10 đồng tao cho mày, có thế thôi. À đấy, với cái thứ hai nữa ở cái xã hội Đan Mạch á, là mấy cái thằng mà xì ke hút chích á, thì cứ đến cữ là cái ông ở bên bộ xã hội ông chích cho một phát. Thì vì hồi xưa đó thì chú bảo là ơi mẹ sướng hết, xì ke ma túy nó chết, thì nó bảo nếu bây giờ không chích cho nó đó, thì nó đi ra nó ăn trộm ăn cắp nó giết người thì cũng chết, thì thôi cứ chích cho nó vài mũi, tại vì thằng này chỉ vài bữa nó chết à. Thì đúng thật. Ý là tiễn nó đi nhanh hơn đó chú. À, đúng rồi đấy, cũng nhân đạo quá. Bên đó chứng tỏ là hồi xưa giờ con với anh thư quan nghĩ sai về bên đó rồi, bên đó người ta nhân đạo thì đó. Không, cái của Đan Mạch ra thì mình phải công tâm một điều mình nói là tụi nó rất là, nói chung với về vấn đề an sinh xã hội rất là nhân đạo, và nhất là những cái người mà tàn tật này kia nọ đó chung. Dạ. Tại vì chính người Việt Nam ở gần cái tỉnh của chú nó bị tai biến thì coi như là ông đi xe lăn, thì có nghĩa là suốt cuộc đời ông ấy là đến khi ông chết ấy, là có một người cứ là phải đẩy ông ấy đi tới đi lui. À. Rồi bây giờ ông ấy bảo là ông ấy buồn quá, ông ấy muốn đi du lịch sang Mỹ, sang Canada, sang Đức ấy, thì chính phủ phải mua vé để cho ông ấy và cái con đó hoặc thằng đó đẩy ông ấy đi chơi. À. Và cái người đó ông ấy ở một thời gian thì ông bảo thôi bây giờ ông ấy chán quá rồi, ông ấy muốn về Việt Nam đi chơi, ông ở bên này thì chính phủ ok tao cho mày về. Thế nhưng mà cái người mà đi theo ông bảo giờ ta không cần người, thì ông lại về đây ông lấy một người vừa là trên nghĩa là vợ chồng mà vừa là cái người phục vụ ông á, thì chính phủ Đan Mạch này gửi tiền trả cho lương cho bà này. Đấy, đấy là chú nói sự thật chứ không phải là chú nói dối. Đấy là cái xã hội của Đan Mạch nó là như vậy. Thế nhưng mà còn cái vấn đề, đương nhiên với vấn đề chính trị vấn đề bên kia thì đương nhiên nó cũng có những cái mà để cho mình phải không hài lòng. Tại vì sao? Là tại vì cái mức mà thuế cá nhân của Đan Mạch đóng rất cao chung ạ. Đóng rất cao. Dạ. Nhưng mà chú ở bên đó, chú là một người ở cái xứ sở đó mà, thì chú không có buồn cái chuyện đó. Tại vì sao? Tại vì mình không đóng thì mình đâu có được hưởng những cái an sinh xã hội kia. Đấy, mình phải đúng rồi. Nghĩ lại một cái vấn đề khác. Tại vì sao? Tại vì thế này, chú và tất cả gia đình chú và các con chú, giống như hồi xưa chú bảo lãnh ba má chú sang á, thì sang đâu được khoảng vài năm thì ông bà đòi về không ở nữa tại vì buồn quá. Thì khi mà nó không chấp nhận ba má chú sang, nhưng mà khi nó chấp nhận rồi á, thì nó sẽ cấp tiền xã hội cho ba má chú và một cái thẻ khám bệnh. Thì cái thẻ khám bệnh đó là bảo hiểm của xã hội, y tế xã hội, thì không có phải mất một tí tiền nào hết, tại vì thuộc về những người già. Và kể cả bản thân chú đóng thuế cho nhà nước thì chú không phải trả tiền gì. Và mỗi một gia đình được quyền chọn một người bác sĩ của bộ xã hội. Thì cứ mình ốm đau thì mình cứ điện thoại cho bác sĩ, thì nó bảo thế giờ đó thì mày ra. Thế rồi chỉ có cái là mình ra mình khám bệnh mình không mất tiền, nhưng mà mình mua thuốc mua men thì mất tiền. Nhưng mà nếu mà những người mà về hưu thì lại được giảm tiền của nhà nước. Đó, rồi ví dụ như là nửa đêm đau bụng, đau bão hay gì đó thì gọi xe cứu thương đến thì nó chở đi thôi, rồi chuyển nhà thương nó khám bệnh, chứ không phải mất tiền như bên Mỹ và phải đóng bảo hiểm như bên Mỹ thì Đan Mạch không có. Đấy, với cái thứ hai nữa là Đan Mạch thì nói chung thì còn nếu mà vấn đề nói về xã hội hoặc là giao lưu hoặc làm ăn thì phải nói thẳng là Đan Mạch là một cái nước mà nó kỳ thị kinh khủng luôn, nhưng mà đại khái nó không nói ra miệng thôi. Đó. Yeah. Tức là nó đang đứng trước mặt mình, nó bảo mình úi rồi mày tốt lắm mày thế kia, mình vừa quay mặt đi là nó xấu sau lưng mình ngay. Yeah. Nó cũng nói chung là nó cũng mất dạy lắm, nhưng mà không mình cũng không thể nào mình nói được là toàn bộ nó là như vậy. Tại vì chú thì chú cũng có rất nhiều người bạn tốt là người Đan Mạch, thì chú tụi nó cũng đã từng về Việt Nam chơi, và một lần đầu rồi mà nó đi hai ba lần rồi, có nhiều khi mình không đi chung với nó cũng tự đi. Nó ở đây là một cái đất nước tuyệt vời thì mình cũng rất là vui. Để nó đất nước tuyệt vời thì nó về nó cũng thích đi chỗ này chỗ kia, thì cũng có những cặp lớn tuổi cũng cặp trẻ thì về thì cũng đi ăn đi uống đi du lịch các cái. Thì nói chung có thể chú nói một câu thế này, có nghĩa rằng là tất cả những người ngoại quốc mà mình không nói về vấn đề kỳ thị, mình không nói về vấn đề chính trị đó, thì tất cả gần như tất cả những người mà chú biết ở những nước Thụy Điển, Na Uy hay là Đan Mạch hay gì, chú không dám nói 100%. Hoặc là những người khác, mà khi mà những người Việt Nam ở những cái nước khác, thì khi người ta đặt chân đến đất Việt Nam, người ta rất yêu cái đất nước này. Ở một cái chỗ là đất nước rất là đẹp, và đồ ăn, đồ uống các cái thì rất là ok. Người Việt Nam rất là tuyệt vời. Nó bảo tại sao tụi bay cười không biết mỏi mồm. Chú hỏi làm sao đấy, nó bảo tên biết. Tao đi ra ngoài đường, tao gặp ai, người ta cũng cười. Một cái đất nước thì rất là lạ kỳ, rất là vui vẻ, rất là mến khách.
có những người còn rất là dạng đến vào là hello rồi du diếp rồi này, thái như là bắt chuyện hỏi thăm là mày ở nước nào đến. Tụi nó rất là ngạc nhiên tại vì chính tụi nó ở bên châu Âu, nó đi nước này nước kia, không có cái chuyện đó, không có chuyện đó. Anh Bắc ơi, có dạ. một người khách mời họ yêu cầu anh Bắc có thể phân kể ra các loại thuế mà một người lao động ở bên Đan Mạch phải đóng không anh? Được chứ. Tức là cái thuế hồi xưa thì nó không có một cái thuế rất là lạ, nhưng mà sau này lại có thêm một cái thuế nữa. Coi như thế này. Ví dụ như là mình nói chung đi. Mình nói chung thì bây giờ ví dụ bây giờ mình đi làm một tháng là 10.000 đi, mình cứ cho là 10.000 đô đi cho nó hơi nhiều tí cho nó vui. Đó. Thì trước mắt thì nó sẽ có một cái nó gọi là nó giống như ná như là cái phần riêng của cá nhân không được đóng thuế, thì cái đó quy định cho tất cả mọi người chứ không phải là riêng một mình cá nhân nào. Là ví dụ như mình làm 10.000 đô thì nó sẽ trừ ra 3.000 đô để sang một bên, thì mình sẽ có 7.000 đô. Thì cái 7.000 đô đó thì bắt đầu nó mới xem là mình độc thân hay là có vợ chồng con cái, vợ có đi làm hay không, con bao nhiêu tuổi, giảm gì giá cả đấy. Thế biết đâu thì nó khi mà nó tính vậy thì nó trừ ra rồi ai mua nhà trả góp, mua xe trả góp, tiền lời là bao nhiêu, chính phủ cũng trừ ra. Rồi ví dụ như là anh đi làm, anh đi bằng cái phương tiện gì, anh đi bằng xe hơi thì anh đi bao nhiêu cây số trong một năm. Thì ví dụ anh đi 100 cây thì nó sẽ trừ ra 20 cây đầu tiên nó không trả tiền, còn cái phần còn lại nó sẽ trả tiền cho anh. Rồi tiền công đoàn, thì công đoàn bảo hiểm để khi mà mình thất nghiệp thì mình ăn lương đó chứ không phải ăn tiền xã hội. Rồi nói chung là tất cả những cái mà anh có dính dáng đến ngân hàng, anh có tiền lời tiền nghiệp thì nó trừ hết cho anh, rồi tiền con tiền vợ gì đấy. Thì khi nó trừ trong vòng 7.000 đó, nó sẽ trừ ra cho anh, ví dụ như là nó trừ ra anh hết là còn là 3.000 nữa, thì có nghĩa là anh còn 4.000 cái tổng số thu. Thì cái 4.000 đó lúc đó nó mới đóng thuế. Ví dụ mình cứ nói gọn là đóng thuế 50%, thì cái 4.000 nó đóng thuế 50% xong thì anh còn 2.000, thì nó sẽ cộng lại thêm cái 3.000 mà tiền lời tiền nếp tiền chi phí của anh là 3.000, rồi cộng với cái tiền mà nó đã để riêng cho anh 3.000 kia là có nghĩa là mình đánh là 8.000 đấy. Nhưng mà sau này nó có thêm một cái thuế nữa là thuế phần trăm, tức là 6%, tức là cái thuế đó là cái thuế mà cái kiểu như là cho cái việc làm xã hội gì đó, đại khái mình nói chung, tại vì mình cũng không có để ý quan tâm, tại vì nhà nước có lấy thuế thì mà không thể nào mà mình đòi được, mình nói được đâu. Thế nhưng mà tất cả những cái gì cái thuế má đó là đấy. Còn ví dụ như là mình mua một căn nhà, một căn biệt thự, villa hoặc là căn chung cư mình mua đó, mà khi mình bán đi thì toàn bộ số tiền đó mình không phải đóng thuế là lấy hết đó. Rồi nói về đó là mọi người hiểu chưa? Hơi rối nhưng mà tổng á, nếu mà thuế là đóng tổng là bao nhiêu phần trăm anh Bắc? Tùy theo người, có nhiều người đóng 35%, có nhiều người đóng 45%, rồi có nhiều người đóng 50%. Ví dụ như nó sẽ quy định thế này. Ví dụ như là trong năm đó là mình đánh, ví dụ như là giống như bên Mỹ bảo là 50.000 đô đi, thì tùy có thể là mình đóng 32%, 30% hoặc là 45%, nhưng mà từ ví dụ như chẳng hạn như là khoảng 65.000 đô trở lên thì có thể mình sẽ đúc vào cái nắp của thuế thì nó sẽ đóng mình 60%. Coi như là thu nhập càng cao đóng thuế càng nhiều đúng không? Đúng rồi. Thế nhưng mà có điều rằng là bởi cho nên dân Đan Mạch mình tại sao mà nó thích được Việt Nam, tại vì nếu mà chủ nó đến nó hỏi ê mày có làm thêm giờ không, thường nó bảo thôi khỏi, tại vì nó bảo mẹ làm nhiều quá đóng thuế nhiều quá nó không thích làm, cho nên cái dân Đan Mạch mà nói chung cái xã hội Đan Mạch thì nó làm biếng nhiều. Thế nhưng mà thế còn Việt Nam thì cứ bảo hỏi làm việc thêm không? Ok liền, tại vì sao, là tại vì người Việt Nam muốn kiếm thêm chỉ cần cù chịu khó. Người Việt Nam ở Đan Mạch rất là nổi tiếng về vấn đề rất là chịu khó, phải nói thẳng một điều như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là tất cả những người Việt Nam muốn làm thêm giờ để chi? Để lấy cái giờ thêm nó để dành ra để được đi về Việt Nam chơi lâu hơn. Và tại vì chính phủ của Đan Mạch nó chỉ cho mỗi một người khi đi làm việc là được nghỉ 5 tuần trong một năm, 3 tuần mùa hè, 1 tuần mùa đông và 1 tuần mùa thu.
À, thế nhưng mà Việt Nam mình bảo thôi tao không nghỉ mùa đông mùa thu làm gì hết, tao làm hết rồi để 5 tuần đó cộng với cái tiền overtime là ví dụ như là nửa tháng hay bao nhiêu nó sẽ là gom lại chung với 5 tuần đó đi về Việt Nam chơi cho nó đã, tức là 1 tháng 2 tháng hay là 3 tháng gì đó. Nhưng mà cái đó là cái giao kèo với công ty chứ không phải là cái luật là 5 tuần thôi. Thế bảo mấy ông về đây mà cứ 2-3 tháng là biết là địa chỉ của ông ở đâu rồi. Thế còn ví dụ mình nói quay lại cái vấn đề mà bảo là mấy ông đòi quyền lợi rồi đòi đối thoại rồi đại diện cho 90% Việt Nam thì con xin mấy bố mấy mẹ ở bên Mỹ đấy, mấy bố mấy mẹ cứ đi làm từ thiện đòi hỏi cho mấy ông mà thấy Thúy Nga nó mang lên Việt Nam làm đầy đường ở bên Mỹ đấy, khổ thế sao không giúp đi, sao không cứu đi. Chứ còn bên Việt Nam không cần cứu đâu mấy má ơi. Nó kêu bên đó do là tiền bên đó nó cao quá cứu không nổi. À thì tại vì bây giờ mấy cha tham quá, mấy cha ấy mới ra cái sân sớt, cái lỗ mồm mới ra bảo cứu chứ mẹ. Ở bên đó có vài người danh ở ngoài lề đường không cứu được mà đòi cứu 90 triệu dân thì mẹ nói đúng là người ta không lẽ mình bảo là như cái người ở miền ngoài người ta nói mẹ đúng cái miệng để làm cái bô. Hôm nay chú chịu khó, chú không nói tổng, khổ thế. Đúng chứ mà, nhưng mà anh bắt làm sao anh thử nhất anh dặn anh đi ngủ luôn rồi kìa. Cho ông đi ngủ đi, ông ấy yếu rồi, sức khỏe ông yếu mà, cho nó bảo rồi. Nhìn nó chạy trong giữ sức khỏe hả? Coi như là đã cho ông giữ sức khỏe đúng không? Đúng rồi. Ai thấy bạn anh ấy hiểu lắm. Đồng đội mà sống rồi, đúng không? Như vậy thôi mà. Nói gì đó cũng là đồng đội đúng không? Đúng. Phải quan tâm, chăm sóc với nhau chứ. Ôi, ai mà đời. Hồi nãy vừa nói chuyện thế thì em mở like anh phải nhảy vào. Đúng ra cũng may mà anh nhảy vào chứ nãy cũng may mà nãy không có nói chuyện thêm với ông chứ nãy nói thôi chắc thì nãy ông giận anh lắm. Sao anh? Tại vì nãy thấy thằng mặt thằng con trai út rồi bảo là mà ông khoe ông đẹp trai, mình bảo còn lâu, xin lỗi ông, con ông đẹp luôn 10 lần. Ông cũng đẹp trai thiệt mà. Đẹp trai còn thua, chú chấp hết. Đẹp trai thì người ta mới tự tin, người ta lấy tên là nhất chứ, đúng không? Chứ không thôi là người ta lấy là nhì độ trai lấy nhất. Nhà anh ấy thì coi như hồi xưa ba anh ấy mẹ loài cộng sản kinh, cho nên ông kéo là đẹp trai đẹp trục thì ông có đặt là Bắc Nam tiến quân. Cũng theo đúng thời kỳ cách mạng đó. Bắc Nam tiến quân. Cho nên là nói thì chẳng qua là nhiều khi chú cháu anh em mình lên để nói cho nó gọi là cái trò vui. Chứ còn thực ra đó thì thấy lớp nào là Ngô Kỷ rồi phố Bôn Sa rồi ôi cha ơi, nó giống như là một cái đám bụi nhùi thực tế, giống như trước mà gì Lâm đây nó nói đấy, nó bảo có người là đứng ra nói, còn bây giờ là thằng này cũng đòi nói, thằng kia cũng đòi nói, thằng này cũng làm vua, thằng kia cũng làm tướng, ôi trời ơi, nhiều thế không biết được. Thì bên đó toàn tướng, toàn giáo sư, không toàn nhà báo. Tiến sĩ rồi, ba học rồi, mẹ toàn những ông ấy là lớn bà lớn rồi, tiền thì nhiều như nước đổ ấy mà. Mẹ sao để đồng bào đồng chí ở bên ấy mẹ đói thế mà khổ thế, ở những cái biệt thự mà gió nó mới rung rinh một cái là nó bay mẹ nó cả đọc rồi mà không giúp được. Thế thôi rồi, ôi ông thương ai, ôi cảm ơn các ông, tôi về tôi uống đi nước mía tôi sấy sướng cái ông mày. Dân Việt Nam khổ hoặc toàn khoác bao đi mua xe hơi kinh. Đúng mấy ông mày quên là bực. Chú Cầm á, chú Cầm là chuyện này ông sẽ chơi đẩy cái xe cút kít á, anh bắt biết xe cút kít không? Đó. Ông đẩy cái xe đó xe tiền, ông cũng đẩy, ông đẩy qua bán đảo Thanh Đa, ông đẩy qua bán đảo Thanh Đa để ông mua chiếc mô tô. Mấy đứa có nhớ cái vụ mà mấy cái vụ mà hồi xưa mà cái vụ mà mua tôm bán tôm ở trong mình thầy Nam Bộ này không? Đi mua xe Honda, ai đến bảo là chú mua chiếc nào, bảo tao đâu có mua chiếc nào đâu, tao mua một chục. Mời. Một chút mua về mua cho con đó, mỗi thằng chiếc mua cho con cho cháu mà nên nhớ một điều thế này nha, trục là trục miền Tây là trục bắt đầu nhá,
Hồi xưa là chục 12, chục 14, chục 16 là bây giờ mới là còn không. Nhưng mà hồi xưa là mua là anh về quê ba anh Bạc Liêu mà mẹ đi ông già nói ê mày không biết mua mày. Hỏi sao vậy? Chục dưới này là chục ở đâu? Thấy chưa? Mẹ khổ. Chục lẻ đâu? Khổ lắm, khổ. Đúng, chục là chục lẻ. Chục đâu, chục kiểu như người Bắc hay là chục là 10. À, nhưng mà trong đó chục là chục lẻ đúng không? Ừ, chục 12 hoặc là 14 hoặc là 16. 14. Thấy cũng hay. 14. Nó có nhiều cái hay lắm chung ơi, nhiều cái hay lắm. Bởi ta nói dân Việt Nam mình là nó ngộ lắm, bởi cái thằng Tây nó nói bọn mày cười suốt ngày không mỏi mồm. Nó bảo đi đâu cũng thấy nụ cười, từ đàn bà con nít cho đến thanh niên thì đến luôn, dù chẳng hạn mày hỏi giúp tao không, ai cũng rất là nhiệt tình không. Cái đó là chú nói thật đấy, tụi nó nói chứ không phải là chú nói đâu. Rồi cái hôm mà trước mà chú còn đang làm cái chuyện điện đó, mấy thằng bạn đã mạch đi chung á, nó thấy chú nói chuyện với mấy đứa thì chú cũng giải thích cho nó nghe là cũng có một số thành phần đấy là hồi xưa đi theo Mỹ rồi chạy sang Mỹ rồi bây giờ nó đòi chống đối chính phủ. Nó nói thế mấy thằng Mỹ cho nó ăn cái gì mà sao hình như nó có bỏ thuốc hay sao á, thì chú mới bảo là bỏ thuốc, ý mày nói là sao, tại vì nó bỏ thuốc cho ăn cho nên ăn lại đấy cho nên nó bị ngu. Là tại sao? Là tại vì chạy rồi, thua rồi mà còn nói gì nữa. Rồi cái thứ hai nữa là không có một đất nước nào lại muốn đem chiến tranh cho cái đất nước của mình. Nó bảo nó rất ghét chiến tranh, nó nghe đánh nhau là nó bảo tao đỡ mình thằng nào, nhưng mà tao ghét nhất là súng đạn chiến tranh, bọn tao ở đây không thích. Nhưng mà có điều là tụi bay mẹ sao không ấy, bảo chính phủ tao là kêu là hòa giải. Nó bảo tại sao hòa giải mấy thành phần đó, cho nó ăn cứt luôn bên Mỹ để cho nó ngu, cho nó chết, chứ mắc gì mà hòa giải, mắc gì phải đưa nó về tụi mày gánh nặng à? Đấy. Tây nó nói đến như không phải chú xin hứa danh dự một câu là nó nói, Tây nó nói đấy chứ không phải chú nói đâu. Mà chú nghe thì chú cũng sướng thật. Nhưng mà mấy thằng Tây mà nó còn biết nghĩ như vậy thì mấy thằng này mà đúng là nè. Hồi xưa Trung có biết không, ba chú là người Nam Bộ, ba chú là ở Bạc Liêu. Mà chú nói cái câu này thì rất nhiều người miền Tây biết này. Ví dụ những người mà ngu mà nói về ba chú là cái thứ này là cái thứ ăn cắm súng này. À, mấy thứ ăn cắm sú á là anh phải để cho ai ai nói mới đã bắt phải không? Nông dân. Trời ơi. Nông dân nó nói mấy cái câu này nghe sướng lắm. Ví dụ mấy cái gì mà cắm sú cắm sú thôi, nghe nông dân là đúng bài luôn. Mà sau đúng nha, ông bà mình hồi xưa có nhiều cái câu quý là mình nghĩ không sai. Ví dụ như hồi xưa chẳng hạn như chú nhỏ chú nghe chú bảo mẹ nói, nhưng mà hồi xưa ba chú nói xong rồi bắt đầu ông ấy dắt ra, ông chỉ cho mình thấy thực tế luôn. Ví dụ như là ông bảo chứ mẹ nói đổ cái thứ ngu được, mày nói tụi bay nghe như nước đổ lá môn gì đó. Ba nói ba sao kỳ vậy, nước đổ lá môn sao? Ông nói về ra đây, cái ông lấy cái thang nước ông chế được lá môn, mày thấy không, nó trôi đi kìa. Thì cái loại này nó là như vậy, cho nên là mình có giải thích, mình có chửi cha mắng mẹ nó đấy. Bây giờ đào cả bổ mà ông bà tổ tiên nó lên nó cũng hoàn vậy thôi, ngu thì vẫn hoàn ngu cũ đấy. Hồi xưa giờ bác sao em cũng nghe cắm sú nhiều mà mình em chưa hình dung được cắm sú là như thế nào. Anh có biết bà đâu biết thì cắm sú ừ. Hồi xưa nó mình chửi mình nói biết rồi, dữ lắm thì mình nói là đồ thứ ăn cắm heo, tất nhiên cùng bây giờ cắm sú mình đâu có biết đâu, nhưng mà phải mà em phải hỏi nông dân đúng không? Còn nếu mà hỏi nó thì hỏi với ông bên Mỹ đó, tại vì chắc chắn là mấy ông ăn rồi. Mình có ăn đâu mà mình biết, trời ơi em hỏi cắt cớ quá. Nhưng mà hình như ăn bao nhiêu năm chất lượng không thay đổi hay sao ấy, đúng hả? Ôi, càng ăn thì chú thấy cái thứ mà ông bà mà nó chê rồi mà nó ăn thì làm sao mà thay đổi được chúng. Chứ là tức là chất đôi khi được bao nhiêu năm vẫn thế. Ăn nhiều quá nó lú mẹ nó rồi. Lú rồi. Nhưng mà bây giờ mình cứ nói, nếu mà nói trắng là nó là như vậy này. Tất cả mọi người hãy xem những hai võ sĩ đánh nhau trên võ đài. Đã. Cái thằng kia úi rồi ôi nó nhảy nhót nó múa may nhá, úi rồi điên cuồng nhá. Ông kia ông đánh cho vài phát máu mồm máu me tung ra nằm gục xuống, tí nữa ông mặt ông cúi xuống vừa nhục vừa xấu hổ. Thế mà cái tụi này nó không học được cái chữ nhục, nó không biết chữ liệt. Mà cái thằng chiến thắng nó giơ tay lên la úi rồi ôi nhá. Đấy, chú coi
cái clip rồi cái thằng nào nó đòi gì trả lại miền Nam rồi biết là đòi đàm phại, rồi không biết có cái ông bạn nào của mình ở trên mạng nó đưa ra cái chiếc xe tăng nó vào nó bắn đùng đùng vào cái chiếc cửa Dinh Độc Lập, đấy 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 tao trả mày, ôi trời ôi sao sướng sướng thế, ôi trời ơi. Nó còn đầy câu này, đây đây nó trả mấy đây, ôi trời ơi, nó bắn mấy quả pháo xuống mặt đất này, dường thế. Cái lúc đấy mà không ai quay được, cái lúc ấy nó trột quật, chủ đáo, nó vứt đi nhỉ. Hình như có mà mình, cháu mình chưa được xem ấy không, nhé. Phải, tại vì chú thấy là mấy ông ấy nhìn cái cảnh đó thì mấy ông ấy khóc hay là cười ta. Khi mà mấy ông thấy chính bản thân mấy ông trột quật. Thì rất chắc không, trong cái không dám xem nó luôn, chắc không dám xem. Có đi DHO và có ấy sao không bảo con với con đây là bố hồi xưa đây này, con đây con ba hồi xưa đây này, ôi dồi ôi mấy đứa con nó sẽ đặt câu hỏi sang bố sao bác lúc ấy ba nghe nói lon nếp rồi quân hàm quân chiến thì cũng thấy đeo cũng thấy huy hoàng duyệt binh biết là sao lúc ấy quần áo bao vứt đâu hết rồi sao quần xà lòn nó có trả lời sao thằng nóng quá cởi bố bị ra bên em hình như nó cái internet nó hơi trục trặc. Để em xuống trước nha, chúc anh Thơ Quang cứ chia sẻ em vẫn nghe.